10 tháng của năm nay thì kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam Trung Quốc đạt hơn 139 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đạt 49,5 tỷ đô la, tức là tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Để tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng về thương mại này thì Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc đã tổ chức kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hỗn hợp kinh tế thương mại hai nước để mở rộng hợp tác kinh tế trong thời gian tới. Phóng viên Hải Vân thông tin chi tiết từ sự kiện. Thưa quý vị, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đề xuất một số giải pháp quan trọng đối với quan hệ thương mại với phía Trung Quốc để đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho các loại nông sản của Việt Nam, đề nghị các cơ quan chức năng của Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho tôm hùm bông khi mà nhập khẩu vào Trung Quốc, cũng như mở rộng danh sách các cửa khẩu biên giới giữa hai nước để được phép nhập khẩu nông sản, thủy sản, lương thực, tạo thuận lợi và dành ưu đãi để doanh nghiệp Việt Nam có thể tăng cường hiện diện, thuê kho bãi và xuất khẩu qua các khu thí điểm thương mại điện tử hay là khu thí điểm thương mại tự do của Trung Quốc. Trung Quốc nhiều năm liên tục là thị trường có nguồn cung ứng hàng hóa lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam, và Việt Nam cũng đã trở thành quốc gia có quy mô trao đổi thương mại lớn thứ tư với Trung Quốc trên thế giới vào năm 2022, đồng thời cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN. Hai bộ trưởng cũng đưa ra những cái định hướng hợp tác trong những lĩnh vực mới, hợp tác phát triển xanh, kinh tế số, vân vân. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào những cái việc như phòng chống các cái hiện tượng ùn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới. Bộ Công Thương cũng đã liên tục trao đổi với lại các cơ quan trung ương cũng như các địa phương biên giới Trung Quốc để và các cơ quan hữu quan như hải quan để làm sao mở rộng thêm các cửa khẩu, các mã chỉ định nhập khẩu nông sản, thủy sản và các cái mặt hàng lương thực được phép nhập khẩu chính ngạch qua các cái cửa khẩu của phía Trung Quốc.